Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, sáng nay 18 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo từ 7 đến 13 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Riêng bị cáo Bùi Văn Tấn, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, nhận mức án 8 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2019, nhiều người dân tự ý cải tạo xe, nhưng có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận cải tạo để làm giấy đăng ký xe, hoặc chủ xe có nhu cầu cải tạo nhưng không nắm rõ quy trình, đã liên hệ nhờ Lương Ngọc Vũ, kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng hỗ trợ làm thủ tục. Sau đó, Vũ nhờ Lương Kim Quang đứng tên pháp nhân thành lập một công ty nhằm lập khống hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới, hợp thức hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận. Đến năm 2022, Vũ tiếp tục nhờ một người khác đứng tên thành lập công ty, trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ kỹ thuật ô tô Trung Bộ để lập biên bản nghiệm thu xuất xưởng. Vũ đã gặp Bùi Văn Tấn, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng trao đổi thống nhất về việc nhận tiền của các chủ xe nhằm hợp thức hóa giấy tờ. Từ tháng 2 năm 2020 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022, các đối tượng đã nhận 655 hồ sơ để hợp thức hóa giấy tờ và hơn 2,78 tỷ đồng hối lộ của các chủ xe. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tấn, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, mức án 8 năm tù, Lương Ngọc Vũ, đăng kiểm viên 13 năm tù và Lương Kim Quang 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia mới đây đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công. Lực lượng công an còn bắt được đối tượng cầm đầu trốn truy nã ở nước ngoài đưa về Việt Nam. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này do các đối tượng đang lẫn trốn tại nước ngoài cầm đầu. Đến nay, C04 đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 81,5 kg ma túy các loại. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt về Việt Nam, mỗi chuyến từ 30 đến 50 kg. Mới đây, C04 phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy Thái Lan bắt giữ Nguyễn Tuấn Thành, đối tượng bị truy nã về tội danh sản xuất trái phép chất ma túy. Bước đầu, Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại Việt Nam. Hiện C04 đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị điều tra, mở rộng vụ án. Cũng liên quan tới tội phạm ma túy. Thưa quý vị, một quán bar trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động xuyên đêm, bán ma túy công khai cho khách. Mới đây đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng kiểm tra đột xuất. 23 đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nắm được thông tin quán Ba Phương Lâm tại 44 Gò Dầu, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công khai tại quán. Đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 250 cán bộ chiến sĩ bất ngờ ập vào kiểm tra quán Ba này. Tại thời điểm kiểm tra, quán có hơn 200 người, trong đó có 150 khách ngồi tại 33 bàn. Lực lượng chức năng phát hiện 25 bàn có ma túy và các đồ vật dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 24 mẫu chất ma túy do các đối tượng sử dụng chưa hết và tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn, ghế, gầm ghế. Khám xét khẩn cấp quán Phương Lâm, lực lượng chức năng thu giữ 435 gram ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh, có 79 trường hợp dương tính với ma túy. Chuyển sang thông tin khác. Tại cầu cảng xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một tàu cá bất ngờ bốc cháy. Dù lực lượng chức năng đã cố gắng chữa cháy, nhưng lửa vẫn cháy lan hai tàu kế bên. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người. Chiều 17 tháng 6, người dân phát hiện khói lửa nghi ngút phát ra từ một tàu đánh cá ở bãi đậu tàu thuyền nên hô hoán và thông báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin, đồn Long Hòa lập tức nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ứng cứu. Sau nhiều giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, hai tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn phần cabin, khoang máy cùng một số vật dụng. Một chiếc tàu khác bị cháy phần đuôi. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện đồn Long Hòa đang chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng trong tối hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công ty linh kiện điện tử. Bước đầu xác định thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tối ngày 17 tháng 6 tại một khu xưởng của công ty linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Bá Thiện 2. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, khống chế vụ hỏa hoạn.
Vụ cháy là một công nhân bị bỏng trong quá trình chữa cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Sáng sớm nay 18 tháng 6 tại xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn xảy ra một vụ lở đất. Vụ việc khiến 4 nạn nhân trong một gia đình tử vong, một người may mắn thoát nạn. Vụ sạt lở đất xảy ra khoảng 2 giờ sáng nay tại Bắc Cạn. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu, hỗ trợ gia đình nạn nhân. 4 thi thể đã được tìm thấy trong sáng nay. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi. Phân tích về trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn cơ sở, các đại biểu Quốc hội cho rằng công đoàn cơ sở có một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của hệ thống công đoàn. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của công đoàn cơ sở thời gian qua còn kém hiệu quả. Vì thế, tiếng nói công đoàn trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, năng lực thương lượng, đối thoại và đại diện bảo vệ người lao động còn yếu. Những tồn tại hạn chế đó do nhiều nguyên nhân, như chưa có một quy định pháp luật cụ thể rõ ràng cho công đoàn cơ sở, và dự thảo luật công đoàn sửa đổi lần này cũng chỉ quy định chung chung quyền trách nhiệm cho tất cả các cấp công đoàn và các loại hình công đoàn cơ sở. Theo các đại biểu, dự thảo luật như vậy chưa hợp lý và chưa khoa học và cần phải cụ thể hóa cơ chế bằng pháp luật để công đoàn độc lập hơn với người sử dụng lao động. Trước hết là độc lập về tổ chức, chủ động về tài chính và có một chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn hữu hiệu. Nhất trí với đề xuất cho phép Tổng Liên đoàn được sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách ở công đoàn cơ sở nơi có đông người lao động, điều 26. Đề nghị luật quy định cụ thể doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên phải có ít nhất một cán bộ công đoàn chuyên trách. Giao Tổng Liên đoàn xây dựng thang lương, bảng lương phù hợp để khuyến khích thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ từ nguồn tài chính của công đoàn cấp trên. Khoảng 5 điều 24 trong dự thảo luật công đoàn cơ sở quy định, nhà nước có trách nhiệm kịp thời xử lý những kiến nghị của công đoàn liên quan đến việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Các đại biểu cho rằng những quy định trên mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ để bảo đảm các kiến nghị sau giám sát của công đoàn được thực hiện trong thực tế. Vì bên cạnh việc quy định công đoàn có các quyền kiến nghị sau giám sát thì còn thiếu các quy định về đối tượng giám sát, quyền và trách nhiệm của các đối tượng được công đoàn giám sát. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và luật di sản văn hóa sửa đổi. Thời gian còn lại, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về hai dự án luật trên. Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo nghị định quy định đất trồng lúa vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hiện dự thảo nghị định này đang được lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan tham dự hội nghị. Dự thảo nghị định quy định đất trồng lúa gồm 5 chương 25 điều. Tại hội nghị góp ý dự thảo nghị định này, các đại biểu thảo luận góp ý xoay quanh các quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, kế hoạch hồ sơ trình tự thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, quy định bóc tách và sử dụng từng đất mặt của đất chuyên trồng lúa khi chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. Các đại biểu cũng góp ý các tiêu chí xác định vùng, khu vực đất trồng lúa cần bảo vệ, hạn chế chuyển đổi, quy định nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Cơ bản thống nhất thông qua dự thảo nghị định. Tuy nhiên, để nghị định sát với thực tế và phát huy hiệu quả luật đất đai năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét ban hành. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo nghị định quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Đây là lần thứ hai Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về xây dựng nghị định triển khai thi hành luật đất đai năm 2024. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành liên quan. Tại hội nghị lấy ý kiến về xây dựng nghị định triển khai thi hành luật đất đai năm 2024, các đại biểu đã đóng góp nhiều nội dung liên quan đến việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đặc biệt, dự thảo nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.
đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến quy định về dự án lấn biển, các dự án xây dựng kè biển để thực hiện công tác phòng chống thiên tai, các nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai, nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy định về bồi thường, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ xem xét, quyết định để nghị định sau khi được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả luật đất đai năm 2024. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ, nhà trẻ và trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Trong dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất mức hỗ trợ học phí cho các đối tượng này bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho từng cấp học. Còn đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Lao động Thương binh Xã hội đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước đối với người từ đủ 65 tuổi trở lên có đăng ký thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản đồng ý với các nội dung được đưa ra trong hai dự thảo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, chuẩn bị trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 22 sắp tới. Dừng thực hiện quyết định số 3537/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến việc thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vì không phù hợp với Nghị định 60/2024 của Chính phủ, quy định cụ thể quy trình thủ tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Đề xuất trên của Sở Công Thương đã được ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý tại cuộc họp vừa diễn ra. Thực hiện quyết định số 3537/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020, 5 chợ trên địa bàn tỉnh thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác. Đến nay, đã có 4 trên 5 chợ hoàn thành chuyển đổi, còn lại chợ phường 5 thành phố Vũng Tàu xin dừng thực hiện và đề xuất thực hiện tại chợ Long Sơn. Theo đánh giá của Sở Công Thương, việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần khai thác được tiềm năng và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, đặc biệt tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, để phù hợp với Nghị định số 60/2024 của Chính phủ vừa ban hành, Sở Công Thương đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh dừng thực hiện quyết định số 3537. Đối với các chợ đã thực hiện xong việc chuyển đổi, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quản lý chợ theo hợp đồng. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, doanh nghiệp bàn giao cho các địa phương quản lý. Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương rà soát, có văn bản đề xuất tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến dừng thực hiện quyết định số 3537, đồng thời tham mưu triển khai Nghị định số 60/2024 của Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại nông sản như tiêu, cà phê tăng cao, tạo động lực cho nông dân tái đầu tư chăm sóc vụ tiếp theo. Tiêu là nông sản có giá tăng mạnh và tăng liên tục từ đầu năm đến nay. Hiện giá tiêu đang ở mức 160.000 đồng một kg, tăng gấp đôi so với đầu năm và tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, 1 hecta tiêu, nông dân thu lãi từ 200 đến 400 triệu đồng. Khoản lợi nhuận mà 5 năm trở lại đây, nông dân chưa bao giờ đạt được. Thấy giá tiêu như vậy, ai cũng mừng hết. Bởi vì mấy năm trước có giá thấp á. Thì bà con mình làm ra xong thì không có lời đâu. Nhưng mà cái giá này năm nay chắc chắn là bà con mình ít nhiều sẽ có một ít để mà đầu tư vô năm tới. Mấy năm trước thì thực sự ra cây tiêu nó rất là rẻ. Nhưng mà năm nay thì với cái giá này thì nông dân cũng rất là khấn khởi. Năm nay có khả năng là tăng thêm đầu tư. Giá tăng liên tục từ đầu năm đến nay giúp nông dân trồng cà phê có động lực gắn bó với cây trồng lâu năm này. Vụ vừa rồi, gia đình ông Hương bán cà phê với giá 85.000 đồng một kg, thu lãi hơn 80 triệu đồng trên 3 sào. Đây là mức giá lý tưởng, tạo tâm lý phấn khởi để ông mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng thêm 2 sào nữa. Cà phê này là nó khác biệt với những cái cây khác. Mình không cần tăng phân,
mình chỉ cần tăng cống thôi. Tức là giá như mình làm cỏ, làm cành là nó năng suất là đã vượt. Thực ra giá như trước đây làm cà phê có những giai đoạn nó rất rẻ. Nhưng mà tôi vẫn không chặt, là vì nó còn hơn những cái hóa màu khác. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 3.640 hecta cà phê, khoảng 10.500 hecta hồ tiêu. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, do nguồn cung thiếu hụt trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng, nên giá tiêu cà phê từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này là động lực để nông dân gắn bó lâu dài với cây trồng chủ lực theo quy hoạch của tỉnh. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, Cục Hàng hải đang tìm giải pháp trong bối cảnh giá cước vận tải biển trong tháng 5 tăng nhanh trở lại. Hiện tại thì cao hơn 17% so với tháng 1 và bằng 45% so với mức giá đỉnh lúc Covid-19, tức là tháng 9 năm 2021. Giá dịch vụ vận tải container từ châu Á đi châu Âu, châu Mỹ bắt đầu tăng cao từ đầu năm 2024, đạt đỉnh vào cuối tháng 1. Mặc dù trong tháng 2, giá cước đã giảm dần, song đến tháng 5, mức giá lại tiếp tục tăng nhanh trở lại. Trước tình hình đó, Cục Hàng hải chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, giảm thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Riêng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, lãnh đạo Cục Hàng hải đánh giá, chủ hàng nhỏ lẻ bị ảnh hưởng lớn nhất trong việc tăng giá cước, còn các chủ hàng lớn có nguồn hàng ổn định, ký kết hợp đồng dài hạn, giá cước sẽ được giữ ổn định, không thay đổi trong khi hợp đồng còn hiệu lực. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa kiểm tra tại Sở Xây dựng. Qua kiểm tra cho thấy, 5 tháng đầu năm 2024, Sở đã tiếp nhận 880 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số này, 99,3% được giải quyết đúng hạn. Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố 28 trên 60 thủ tục hành chính, cắt giảm từ 25% đến 45% thời gian giải quyết so với quy định. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là 59. Qua kiểm tra thực tế tại Sở Xây dựng, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Sở hoàn thành 11 trên 141 nhiệm vụ trên phần mềm chỉ đạo điều hành được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, nhưng đến nay chưa hoàn thành. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu là địa phương có số lượng doanh nghiệp nợ quỹ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Hiện nhiều lao động đang tiến thoái lưỡng nan khi không thể chốt sổ để tìm kiếm việc làm mới. Còn ở lại thì quyền lợi cũng không được đảm bảo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đang mang thai ở tháng thứ 7, chị Liên vô cùng lo lắng vì khách sạn nơi chị làm việc đang nợ tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Nếu đơn vị không thanh toán khoản nợ này, chị sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Nếu như bây giờ tôi có xin nghỉ để kết thúc hợp đồng lao động hoặc là tiếp tục làm việc và để hưởng chế độ thai sản thì cũng không thể nào chốt được cái phần bảo hiểm xã hội. Cái này cũng rất là khó khăn cho việc mà giải quyết về vấn đề được hưởng chế độ khi xin sử dụng bảo hiểm y tế. Do doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, nhiều người lao động rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi tiếp tục ở lại thì công việc ít, thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống. Còn nếu tự nghỉ để tìm việc làm mới thì không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Không chốt được sổ bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp cũ cũng khiến người lao động không thể chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội ở doanh nghiệp mới. Khó khăn vì vậy càng thêm chồng chất. Hiện nay thì tôi đang có nhu cầu muốn đổi sang cái công ty mới, nhưng mà công ty thì lại không có, công ty hiện nay tôi đang làm không có chốt được cái sổ bảo hiểm, cho nên là tôi cũng không thể nào mà chuyển công việc được. Hiện tại công ty chưa có thông báo gì đến với nhân sự, đến với người lao động hết. Thì tôi có hỏi nhân sự thì phía nhân sự thì trả lời là do bên bảo hiểm thì họ yêu cầu là chốt, là phải chốt hết cho tất cả các nhân viên của công ty luôn thì họ mới giải quyết, chứ không giải quyết riêng. Hiện nay trên địa bàn Vũng Tàu thì cũng có một số cái doanh nghiệp là nợ bảo hiểm xã hội, nợ đóng. Tuy nhiên trong quá trình nợ đóng này thì doanh nghiệp phá sản và chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Và các cái người lao động đang làm việc tại cái doanh nghiệp này, họ phải đi tìm việc tại các doanh nghiệp khác. Nhưng mà họ không chốt được cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại cái doanh nghiệp nợ này. Nếu mà doanh nghiệp mới vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm cho những cái người này
thì sau này cái quá trình của họ cũng vẫn không được chốt. Thì cái danh khi mà họ nghỉ việc thì tất cả các quá trình họ không được chốt sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi là bảo hiểm thất nghiệp. Giải quyết chế độ bảo hiểm một lần họ sẽ không được giải quyết. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nợ quỹ bảo hiểm xã hội hơn 113,6 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 số nợ bảo hiểm xã hội toàn tỉnh. Đáng lưu ý, có hơn 2.000 đơn vị doanh nghiệp thông báo không còn lao động nhưng vẫn đang nợ 33 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân tình trạng này được Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ ra là do sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp cố tình không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như không được chi trả kịp thời trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản và thẻ bảo hiểm y tế có khả năng hết giá trị sử dụng nếu doanh nghiệp chậm đóng từ 30 ngày trở lên. Hiện một số doanh nghiệp có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố chốt sổ cho người lao động xin nghỉ việc hoặc hưởng quyền lợi liên quan nhưng không được chấp thuận. Ở đây về vấn đề linh động, về vấn đề nhân văn thì chúng tôi vẫn xem xét. Nhưng về vấn đề khía cạnh pháp luật thì việc làm đó là trái pháp luật, không đúng quy định. Do vậy, chúng tôi tạm thời chưa giải quyết bất cứ trường hợp nào mà đơn vị còn nợ bảo hiểm xã hội mà không chịu thực hiện trích nộp. Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu đang tăng cường rà soát, gửi văn bản đôn đốc thu nợ đến doanh nghiệp, phối hợp thành lập các đoàn thanh kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và kiến nghị xử phạt những đơn vị nợ kéo dài hay có số nợ lớn. Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu cũng đang hỗ trợ gần 30 người lao động làm các thủ tục khởi kiện doanh nghiệp ra tòa do nợ lương, bảo hiểm xã hội. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin. Thưa quý vị, hội nghị nói chuyện chuyên đề với chủ đề nuôi dưỡng giá trị đạo đức trong gia đình và dòng họ vừa được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hơn 400 đại biểu đại diện cho hội đoàn thể khu dân cư trên địa bàn thành phố đã tham dự. Tại buổi nói chuyện chuyên đề, cán bộ nhân dân thành phố Bà Rịa được chuyên gia chia sẻ về giá trị đạo đức trong gia đình và dòng họ. Trong đó, mỗi thành viên trong gia đình đều có nghĩa vụ yêu thương, đùm bọc nhau, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm với gia đình, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Các đại biểu còn được trang bị kỹ năng trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng ứng xử trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập đoàn đến thăm chúc mừng các cán bộ phóng viên, biên tập viên, văn phòng đại diện Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Sài Gòn Giải Phóng, khu vực Đông Nam Bộ, đặt tại tỉnh Đồng Nai. Tại văn phòng đại diện các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam Bộ, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của từng đơn vị nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin và tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục gắn bó, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước nói chung và thành tựu định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. 94 cán bộ, giáo viên các trường trung học phổ thông, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Lớp học do Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Lao động Xã hội Cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tìm hiểu khái quát về tư vấn hướng nghiệp và xu hướng thị trường nghề nghiệp, đặc điểm tâm lý và sự phù hợp nghề nghiệp. Các học viên còn được trang bị một số kỹ năng tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, ứng dụng công nghệ 4.0 trong tư vấn hướng nghiệp và thực hành tư vấn hướng nghiệp cụ thể. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 04/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Long Điền phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn huyện giảm còn 0,5% trở xuống. Nỗ lực triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp giảm nghèo, đến cuối năm 2023, huyện chỉ còn 144 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42%, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Trao sinh kế cho hộ nghèo là cách làm mới và có hiệu quả trong công tác giảm nghèo của huyện Long Điền.
năm 2023 từ nguồn quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. 94 hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Nhờ hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và hơn hết là người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phương tiện sinh kế được trao, nên đến cuối năm 2023, 74 hộ trong số này đã thoát nghèo. Nhận được cái xe hỗ trợ tới bây giờ á, tôi làm ăn á, thì bán cũng rất là được. Đó, thì bây giờ tôi cũng mừng. Đó, tôi cũng rất là cảm ơn cô chú đó. Thì thôi bây giờ tôi cũng thoát được nghèo đó. Thì từ đây lên tôi cũng cố gắng để làm cho bường người ta. Được bên địa phương hỗ trợ thì nói chung là gia đình của em nói chung là cũng rất là đỡ rất nhiều. Và có nghĩa em cũng hy vọng trong năm 2024 này thì sẽ nhận được nhiều công trình hơn. Xác định an cư mới lạc nghiệp bằng các nguồn vận động, trong năm qua, huyện Long Điền đã xây mới, sửa chữa 12 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Mà có được căn nhà như vậy, bà rất vui mừng, bà rất cảm ơn. Huyện Long Điền còn cấp hơn 4.100 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được tổ chức như phiên chợ không đồng, trao tặng quà với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương tạo điều kiện cho 452 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay hơn 14 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì hôm nay tôi thấy rất là vui vẻ, nhận được chính quyền nhà nước ưu đãi và có một chút quà để mà tạo khuyến tặng cho những người nghèo, những người già. Chúng tôi hết sức là vui mừng. Cuối cùng là để cảm ơn chính quyền. Triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác giảm nghèo và nỗ lực vươn lên của người dân, số hộ nghèo của huyện Long Điền giảm từ 686 hộ vào đầu năm 2023 đến cuối năm chỉ còn 144 hộ, chiếm tỷ lệ 0,42%, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm so với mục tiêu đặt ra trong nghị quyết số 04 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện, để các hộ có đã được hỗ trợ sinh kế hoặc là vay vốn hộ nghèo là có thể học tập kinh nghiệm, học hỏi để là nhân rộng và có cái hướng phát triển về kinh tế cũng như là làm ăn, để chúng tôi có cơ sở xét thoát nghèo trong giai đoạn cuối giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay, truyền thông Triều Tiên đăng tải bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhấn mạnh cam kết đưa quan hệ song phương Nga-Triều lên tầm cao mới, đồng thời tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh giữa hai nước. Nội dung bức thư được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga tới Triều Tiên. Trong bức thư được tờ Rodong Shimun đăng tải, Tổng thống Putin hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Triều Tiên trong 70 năm qua. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với Moscow, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Triều Tiên. Ông cam kết sẽ đưa hợp tác song phương Nga-Triều Tiên lên tầm cao mới bằng những nỗ lực chung của đôi bên. Cũng trong bức thư, Tổng thống Putin cho biết sẽ phát triển một hệ thống thanh toán thay thế linh hoạt mà không bị ảnh hưởng bởi hệ thống tài chính quốc tế dựa trên đồng đô la Mỹ. Ông nói rõ, Nga đang có kế hoạch xây dựng một cấu trúc an ninh, bình đẳng và không bị chia cắt ở khu vực Á-Âu và sẽ tiếp tục trao đổi hợp tác với Triều Tiên trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và văn hóa. Theo thông báo, Tổng thống Putin thăm Triều Tiên trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông sau lần đầu cách đây 24 năm. Các ứng cử viên Tổng thống Iran đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình. Đây là bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng này nhằm tìm nhà lãnh đạo thay thế cho Tổng thống Ebrahim Raisi đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hồi tháng trước.
Cuộc tranh luận đầu tiên tập trung vào nền kinh tế đang suy yếu của Iran. Các ứng cử viên trình bày quan điểm về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lạm phát gia tăng và phương Tây vẫn siết chặt trừng phạt Iran. Nhiều ứng cử viên ủng hộ mở cửa nền kinh tế, trong khi một số khác cho rằng cần tập trung giải quyết vấn đề lệnh trừng phạt. Kinh tế và nhà ở cũng là những nội dung đang được nhiều người dân Iran quan tâm nhất. Dự kiến đây sẽ tiếp tục là chủ đề trong cuộc tranh luận thứ hai. Trước đó, Bộ Nội vụ Iran đã công bố danh sách 6 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống vào ngày 28 tháng 6. Mỹ, Ấn Độ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi. Tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra khi tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang thăm ở nước này. Tại cuộc gặp, ông Sullivan đã thông báo với Thủ tướng Modi về tiến trình hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là sáng kiến về công nghệ quan trọng và mới nổi như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, một số loại khoáng sản quan trọng và vũ trụ. Thủ tướng Modi bày tỏ hài lòng với sự phát triển quan hệ song phương. Ông Modi khẳng định, chuyến thăm của cố vấn an ninh Sullivan tạo tiền đề cho kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương Mỹ-Ấn. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ sau chiến thắng của Thủ tướng Modi trong cuộc bầu cử mới đây. Nhiều nguồn thạo tin cho biết Pháp đang lên kế hoạch giảm bớt sự hiện diện của quân đội nước này tại Tây và Trung Phi, xuống mức khoảng 600 binh sĩ, phù hợp với kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo các nguồn tin thân cận tại khu vực Trung Phi, Pháp sẽ duy trì 300 binh sĩ ở Cộng hòa Chad, 100 binh sĩ ở Gabon, giảm so với mức tương ứng 1.000 và 350 binh sĩ hiện nay. Tại Tây Phi, Pháp sẽ chỉ duy trì 100 binh sĩ ở Côte d'Ivoire và Senegal, giảm từ mức 600 và 350 binh sĩ hiện nay. Cách đây 2 năm, ngoài gần 1.600 binh sĩ được triển khai trước tại Tây Phi và Gabon, Pháp còn điều hơn 5.000 binh sĩ tới vùng Sahel của châu Phi trong khuôn khổ chiến dịch chống các tay súng Barkhane. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Tổng thống Macron thông báo sẽ giảm đáng kể về sự hiện diện của quân đội Pháp ở châu lục này theo tình hình địa chính trị thực tế. Chính quyền bang Victoria của Australia cho biết tiếp tục phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao tại một địa điểm mới gần thành phố Melbourne của bang này. Đây là trang trại thứ 7 ở Australia bị phát hiện nhiễm virus gia cầm. Virus mới nhất được phát hiện mang chủng H7N9. Virus phát hiện tại 6 trang trại trước đó đều là chủng H7N3. Các cơ quan chức năng của bang Victoria đã lập các khu vực kiểm soát và hạn chế đi lại xung quanh tất cả các trang trại phát hiện virus. Tuần trước, chính phủ Australia cho biết khoảng 1 triệu con gà, tương đương 5% số đàn gà của nước này, đã hoặc sẽ được tiêu hủy để ngăn chặn virus lây lan.